Ơi, em chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại của em 0348308843. Rồi mình đăng ký kênh để mình theo dõi mấy cái video mà em đăng lên mới nhất ha. Em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở dưới cái tiêu đề của cái video. Mọi người bấm vô cái tiêu đề á. Ví dụ này tiêu đề là video 42 nè, 62. Bấm vô nó sẽ có cái link để mình coi mấy món nào đã bán hay chưa, để mình liên hệ cho nó tiện ha. Rồi, hôm nay là cái video 62. Đầu tiên là về lại một cây cắt kiến nha, cây cắt kiến của Nhật. Cắt kiến cái loại này thì nó không có dùng dầu. Nó chỉ cần có viên đá trên đây. Đây cái viên đá này. Viên đá kim cương ha. Là mình cắt được rồi. Không cần dùng dầu. Rất là tiện luôn. Đây kích thước của nó. Rồi cái cắt kiến của Nhật này có mã là 6201, giá bán 150 nha. Tiếp theo là một cây mỏ lết của Fuji Fuji. Mỏ lết nhẹ. Đây cái hàm nó rất là to luôn, mở ra rất là to. Đây nó có số cho mình biết để mình mở nè. Nó mở tối đa được là 43 mm. Đây. Nó có cái hàng số trên đây cho mình tiện lợi luôn đó. Đây, ví dụ như vậy là 30 nè. Đây kích thước nó nha mọi người, 20 gần 26 ha. Rồi cái mỏ lết Fujita này có mã 6202, giá 350 nha. Rồi tiếp theo là hai cái món, một cái cân của Đức ha, nè của đẹp mini, đẹp mini luôn. Đó. Cân này đến kilo 12 kilo, đây 12 ký, một dãy là bao là b bao hơn một bên là kilo. Rocker của Đức ha. Đây loại này thì nó làm đấy mình cân chứ nó thật sự là cân nó không có chi tiết đó, thông số là mình tham khảo thôi. Trọng lượng nhỏ nhất là mức mức nhỏ nhất là 1 kg. Đây 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kg nè. À, nhỏ nhất là nửa ký nha mọi người. Nhỏ nhất là nửa ký 500 gram ha. Rồi một cái cân với một cái con dao của Kakut. Đây. Con dao của cây ha. Con dao gọt trái cây. Còn rất là đẹp. Đây kích thước nó nè. Nhỏ gọn ha. Rồi hai món này có mã là 6203, giá 300 ngàn hai món nha mọi người. Rồi tiếp theo em về được một cái cắt ống đồng của Edman. Ống đồng của Edman nè, mới chưa sử dụng luôn ha, của Mỹ nha mọi người, USA, Mỹ sản xuất ha. Edman.
Đây. Chicago, Mỹ, Edman. Sản xuất tại Chicago. Cái này thì nó cắt tới ống 32 nha mọi người. Đó. Còn cái lưỡi sơ cua luôn. Cái này là mới chưa sử dụng. Cái này thì mọi người đẩy xuống rồi mới 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 bật ra được. Khóa lại là đóng nó lại ha. Nè, không bật được nữa. Đẩy xuống. Đó. Lên đây khóa lại. Rồi. Xài ha. Cái lưỡi này nó cũng rất là bén luôn. Nó có bén được bên cạo cho nó ngon ha. Đây cái lưỡi sơ cua nè. Cua nằm đây. Ok. Rồi, đây. Kích thước nè, nó bằng dâm đúc ha mọi người. Rồi, các ống đồng Edman này có mã là 4 6204 ha. Giá 400 ngàn. Rồi tiếp theo là về ba cái này là để rót cái gia vị hoặc là cái nước sốt nha mọi người. Nó rót cái nước sốt. Đây. Đó. Ba cái nha mọi người đây. Như vậy nè. Thường trong mấy nhà hàng nó thường sử dụng á, bằng inox nha mọi người. Đây nó là full inox ha. Đây nó có thương hiệu nè, Japan sản xuất. Yukiwa. Như cái này là Yukiwa nè. Rồi ba cái chén này ha, có mã là 6205 nha. Giá 400 ngàn ba cái. À, tiếp theo là một bộ cưa của Nhật. Cưa Handy Sát ha. Đây. Đây còn nguyên bộ luôn nha mọi người. Nguyên bộ này là 2 4 6 cái lưỡi nha mọi người. Đúng cái lưỡi của cái loại cưa này luôn nè. Lưỡi chuyên dụng của nó nè. Nó sẽ có là một mặt, hai mặt nó như vậy. Chứ nó không có liền như cái lưỡi cưa sắt của mình là một mặt hoặc là hai mặt. Nó có nửa bên nè, mỗi bên là một mặt. Đúng theo cái bộ này luôn nha mọi người. Cái này thì chắc mọi người cũng biết gắn vô là xài rồi, dễ. Cái này em chưa khui luôn. 6 lưỡi. Cái loại cưa này thì mình dùng cái lưỡi cưa sắt cũng được, gắn vô cũng được, lưỡi cưa sắt của Nhật. Gắn vô thì mình xài cũng được, lưỡi cưa sắt bình thường. Còn cái lưỡi này là lưỡi chuyên dụng của nó. Một loại găng hơ nè, loại găng khít nè. Đó. Rồi cái bộ lưỡi cưa này có mã là 6206 nha. 6206 giá 300 ngàn. À, tiếp theo là mấy cái món này để làm đồ da nha mọi người. Làm bên da đó.
Đây. Những cái mũi làm da nè. Chiên làm da. Cái mũi này mũi cắt nè. Mũi này là đột lỗ 7 ly với 20 ly. Rồi cái này là cái búa. Đây là một cái búa. Đây là một cái cắt da ha. Cũng là cái cắt da luôn. Rồi mấy cái món này thì có mã là bán nguyên bộ này ha. 6207 giá 400 ngàn. Nó gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 món nè mọi người. Đó, 9 món ha. Rồi tiếp theo là một cây cờ lê đa năng Unban. Unban của Japan. Mười in. Đây. Răng nó còn ok ha. Đó. Kích thước nè. Kẹp được ống tư 30 mấy á. Rồi, cái cờ lê đa năng này có mã là 6208 nha, giá 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một bộ mấy cái mũi khoan nha mọi người. Bán gom được mấy cái mũi khoan nè. Mấy mũi khoan này nhập. Ở đây có là 4.5, 4.3, 2.5, 2.5. Rồi một mũi bê tông. Bê tông là cục bót của Đức nha mọi người, 10 mm. Và một mũi 2 mm bằng sắt. Đó, mấy mũi như hình này nè, như đây ha. Mới chưa sử dụng. Rồi, cái bộ mũi khoan này là 6209, mã 6209 ha, 250 ngàn. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mũi. Rồi cuối cùng là một cây kìm rất là chất ha, của Ridit. Đây Ridit của Mỹ nha mọi người. Hơi bị chất luôn á. Mọi người xem cái ngàm bằng thép của thằng Ridit nè. Thép này thì roi rồi luôn. Dòng này là dòng hạng nặng luôn. Heavy là hạng nặng nè. Xài đồ cứng á, siêu cứng. Đây made in vô tay luôn, ngàm còn nguyên luôn mọi người đó. Trong này xài không biết tên nào nó mòn nổi cái ngàm này á. Thép nó gắn cái háp cái thép này vô ha. Mở quà tự động mà mình kẹp tới đâu nó ăn tới đó ha. Đồ nhỏ nè, ăn đồ nhỏ nè. Tự nó có cái ngạnh đây nè, nó bấu vô. Cái da này thì nó bị rách miếng này ra ha, mà cũng không ảnh hưởng gì hết. Anh em về mình lấy keo mình dán lại là ok nè, không ảnh hưởng gì, không đâu có. Cái này gần như chưa xài nha mọi người, có xài 1-2 lần. Còn tem luôn, tem bảo hành. Bảo hành như là không giới hạn sao. Tem bảo hành nè, chọn đời ha. Ok, cái kích thước của cái kìm này là 26 ha. Nè, đây cái họng nó này đó, mọi người xem nha,
Đây. Đây. Ok, rồi cái kem Friedrich hôm nay là có mã 6210, giá 650 ngàn nha mọi người. Rồi. Đây. Rồi ok, em kết thúc cái video đây ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hội của em ha, 0348308843. Rồi, nhớ đăng ký kênh để mình theo dõi mấy cái video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.